Ngủ thằng quai cũng chơi, ngủ thằng xe cũng chơi, biết thế chơi một mình luôn, ngủ chi tôi mệt. Ủa. Chào em nha, em có mít không? Em bị đau họng, không bật mít được. Ok, ok, đợi anh tí nha. Em chưa người yêu. À đứa, vô rồi, vô rồi. Ok, vô đi em. Em đi núp đi để anh bảo vệ cho thế giới này, để anh lo. Sáu mươi hai tự do. Xe canh chạy 201. Lên xe em ơi, anh là tay lái lụa đó nha. Anh mở chìa khóa cho nè, lút đi. Thằng nào dám vô đây? Thằng nào? Chạy đi em, để anh. Hôm qua giờ mới thấy on, không biết em ấy làm gì nữa. Mời thử xem vô không? Lâu đấy. À đi rồi, đi rồi. Em ơi, hôm nay em có mít không? Em còn đau họng hả? À thì ra là vậy. Anh có kèo này em chơi không? Kèo gì anh? Solo ai thua làm người yêu của người kia. Sao anh khôn thế? Anh đùa ấy, nhưng mà em thua là em phải mở mít cho anh nghe giọng nha. Anh thua em muốn gì cũng được. Ok, anh tạo đi. Ok, mới chịu à. Ui, ui, màn hình tôi bị cấn. Cấn, cấn, cấn. Để nghe được giọng nàng, ta phải dùng tới cách này thôi. Vào đi em ơi, eo, ô, eo, cho ta nghe giọng nàng. Rồi muốn nghe giọng em mà anh bất chấp luôn à. Ảo giác thôi, ảo giác thôi. Sao anh roi ao vậy? Mời nãy giờ không ai vô luôn. À, thằng CEO anh này. Vô mày. Đây rồi, đây rồi. Chơi game không em? Mời chào Mikute mà chơi đi rồi. Em này vẫn ngay đó nha. Nhưng mà tôi vừa mới nghe cái âm thanh gì quen lắm. Nghe lại thử coi. Vô ranh không? Tao gánh mày lên điện thoại nè. Anh mày đi solo. Đặt quả miệng bên đây thế nào cũng có thằng đạp. Phân vân thế, bắn AK hay AC đây? Thôi AK đi. Ê, có tiếng chân, có tiếng chân. Nani? Bộ đồ này, đôi dép cargo này chỉ có thể là thằng C thôi. Nhưng với độ cao này khi gớt xuống mất ít nhất cũng 100 máu. Kết luận rằng một viên là gục. Đứng đợi nãy giờ nó chưa xuống nữa. Đừng nói nó trên đây nha. Omae wa mou shindeiru. Anh có xài gì không mà sao thấy anh bắn đỏ không vậy? Trời ơi, anh có xài đâu, hồi đó giờ anh bắn chay mà. Ở đây có địch này quay. Đâu đâu? Nóc rồi, nãy giờ mới được một kill, đừng KS nha. Bạn thân ơi. Duyên số sinh ra chung. Của tao. Đấy, mày đâu vậy? Ủa? Nó còn núp sau cột điện á quay ơi. Tao mới thấy nó trên núi xong cột điện, mà cột điện. Còn cứu được, còn cứu được. Nè nè, xem tao one shot nó nè. Nó đặt quả mềm rồi đó, đừng chạy vô đây nha quay. Chào em nha. Ở đâu vậy, ở đâu vậy? Trời ơi, cứu tao, cứu ơi, tao. Ơi, cứu tao. Bra. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Rồi ơi, nhìn tao đá cái thính nè, nhìn tao đá cái thính nè. Ủa, mày đâu rồi? Bạn này còn có một mình à, thôi nhường bạn này top 1 đi. Ừ, nhường cho bạn này top 1 đi, nhìn tội quá à. Anh đơ. Thầy roi đúng chen. Sợ ngày mai em đi mất. Kinh, 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 kinh. Và cái kết. Ơi, mày chơi gì luôn à? Ngày mai em. Trời ơi, tao tức á, tao tức á. Cúp tiết thầy roi chứ đâu. Thầy like, thầy dạy phờ ghi mà. Bao nhiêu em ra trường làm idol tử chiến hết rồi. Bây giờ em còn bắn như vậy nữa. Thầy dạy đây lần này thôi. 2000 years later.
giờ ngày mai em đi chỉ còn thâu xa xôi dừng trong cơn nóng say anh sẽ tung rất cay ông lần nữa. Từ từ đợi tao xuống cứu tụi mày. Rồi đừng bắn nó, đừng bắn nó. Tao có biết rồi, biết rồi. Rồi đừng bắn nó. Trời. Mày nghĩ bao nhiêu giây xê? 30 giây thôi. Mày nghĩ bao nhiêu giây quay? 20 giây đổ xuống. Giao lý trí tiền tài. Một người nằm trong hàng ngũ tứ trụ Free Fire. Không ngán một... đâu rồi á? Hết đạn. Lung tung quyền. Gì đi gì? Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Cho mày hết đi, cho mày hết đi. Cứ ngồi đó mà loot đi. Anh sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Anh mày đã trở lại. Mày tin tao không là MC? Anh em tin mày, dòng họ cô chú tin mày. Cảm ơn mày. Có một mình tao không tin mày à? Hả? Cố lên. Ê Joy, nghiêm túc nha mày. Mày cũng có lúc nghiêm túc nữa hả? Joy, mày còn nhớ năm ngoái tao mày xin bắt gấu bắn FFWF mà bắt gấu không tuyển anh em mình bắt gấu đi tuyển ABCD không? Sao mà quên được? Đã thế, năm nay tao mày tự lập tem đi bắn FFWF luôn Joy à? Tao là LMC. Chưa đụng đá hiệu. Mày đã bảo nghiêm túc rồi mà. Rồi, đến mày giới thiệu đi. Tao là Joy. Trình thì éo có được cái câu hiếu với gái. Anh em tan bác gấu vào đây nha. Bác gấu đã cảm thấy hối hận chưa?